Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi. Quý vị thân mến, sau drama đình đám của bà Phương Hằng đã gây chấn động tại phía Nam và cả nước, khiến thái độ của các sao Việt cũng thay đổi đi rất nhiều. Mặc dù hiện nay là bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng phải chịu hình phạt, nhưng giá trị xã hội để lại quá lớn, giúp dọn dẹp rắc rối tồn đọng nhơ nhuốc bấy lâu nay. Một trong những điều mà bà Nguyễn Phương Hằng làm được cho xã hội hiện nay của Việt Nam chính là giúp khán giả nhìn ra góc tối của showbiz Việt và qua đó chấn chỉnh lại thái độ, cách hành xử của những người nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam. Chúng tôi phải thừa nhận là bà Phương Hằng vạ miệng nói sai, nhưng không thể phủ nhận là bà cũng đã có công khi dẹp bớt vấn nạn tồn đọng khó ai dám đụng tới các ông hoàng bà chúa trong showbiz Việt. Hãy nhớ lại thời điểm trước khi bà Phương Hằng xuất hiện trong showbiz đầy rẫy những ngôi sao Việt có những phát ngôn và hành động ngông cuồng, lỗ mãng, tự cho mình là bề trên, tiêu biểu là MC Trấn Xìn. Những phát ngôn ngông cuồng của nam MC này có thể kể đến như là Công Lý từng có lời nhận xét là Trấn Thành là nói luyên thuyên. Nam MC tiếp nhận lời phê bình của đồng nghiệp bằng câu nói khá gay gắt. Anh Công Lý nói tôi luyên thuyên như thế có nghĩa là anh không hiểu được tính chất của Hải miền Nam. Nói về việc thường xuyên lôi đẩy tư nghệ sĩ ra làm trò đùa khiến dư luận bất bình. Trấn Thành bình thản nói họ không có ý kiến về lý do gì những người khác phàn nàn. Trấn Thành chia sẻ chưa bao giờ trêu người không quen biết. Đối diện với làn sóng chỉ trích tấu hài nhạt nhẽo khiến show truyền hình đi xuống, thì Trấn Thành gây sốc với tuyên bố TV là của chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào mà nhảm nhí hãy tắt TV đi. Phát ngôn của anh bị đánh giá là ngông cuồng, không cần khán giả. Những điều vừa rồi chỉ dừng lại ở mức phát ngôn, còn đỉnh điểm của hành động ngông cuồng ngạo mạn chính là sự kiện anh ta tìm đến tận nhà fan để mà xử đẹp người này do có phát ngôn được cho là không đúng về anh. Thay vì dựa vào cơ quan chức năng để xử lý thì nam MC đã dùng sức mạnh truyền thông đang đứng về phía mình, kéo người đến tận nhà, livestream và dùng sức ép của dư luận dạy dỗ anti-fan. Hành động lần đó của MC Trấn Thành bị xem là không coi trọng pháp luật, ỷ mạnh hiếp yếu. Người thứ hai mà học cách ứng xử của Trấn Thành chính là ca sĩ Hương Giang. Khi mà nữ ca sĩ này cũng là kéo đội quân đến nhà của anti-fan để mà dạy dỗ, tuy nhiên đẳng cấp hơn Trấn Thành thì cô ta còn lôi được cả một anh công an vào cuộc. Sự việc lần này đi ngược lại với mong muốn của Hương Giang khi cô ăn no gạch đá và hành động của chiến sĩ công an trong buổi làm việc đã gây ra tranh cãi gay gắt. Việc thứ nhất là cô nàng xuất hiện trong video của Hương Giang vào lúc nửa đêm đi dạy dỗ khán giả là sai quy định của pháp luật. Nếu chiến sĩ công an này có thật thì không chỉ anh ta mà còn liên đới đến nhiều cấp quản lý vị chiến sĩ công an này. Thứ hai là Hương Giang đã che mờ hình ảnh chiến sĩ công an nên trong cuộc không ai biết được người này có phải là công an thật hay là một diễn viên nào đó đang giả mạo, được thuê với giá nào đó. Đến nay vẫn còn là một ẩn số mà chỉ có người trong cuộc mới biết rõ để kể về những phát ngôn, những hành động thượng đẳng trong giới showbiz Việt. Chắc chắn còn rất nhiều bản tin chỉ điểm qua một vài nhân vật tiêu biểu, nhưng kể từ khi bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng xuất hiện đến nay thì đã hơn 2 năm. Chúng ta thấy giới nghệ sĩ đã ngoan đi nhiều, trưởng thành hơn. Và Hương Giang hay là Mr. Đờm đã không còn có những phát ngôn ngông cuồng coi thường khán giả. Đây chính là ý nghĩa xã hội mà drama của bà Phương Hằng đã tạo ra. Đây chính là ý nghĩa xã hội mà drama của bà Phương Hằng liên quan đến hành động này của cơ quan chức năng. Đa số nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự việc không thỏa đáng liên quan tới việc làm của bà Phương Hằng trong thời gian vừa qua, là việc dồn ép đối với bà Phương Hằng. Câu chuyện xoay quanh vụ án của bà Phương Hằng vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm cùng với rất nhiều ý kiến của dư luận. Đa số các ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng có những khoản khuất tất mập mờ gì mà lại đối xử với bà Phương Hằng như vậy. Trước và sau khi bị bắt thì bà chủ Đại Nam vẫn nhận được rất nhiều người mến mộ với tinh thần cộng đồng. Chuyện làm từ thiện và giúp đỡ nhiều người yếu thế trong thời gian qua thì ai cũng biết rõ việc làm của vợ chồng bà Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi. Có thể xã hội này phải ghi nhận công lao của vợ chồng. Điều đặc biệt hơn là khán giả cộng đồng mạng cho rằng rất nhiều những việc làm của bà Phương Hằng đối với đám ca nghệ sĩ bẩn trong thời gian qua là một việc làm có ích cho xã hội. Bà Phương Hằng đã dám đứng ra tố cáo các ca nghệ sĩ bẩn mà trước đó không ai dám làm vì
vì các ca nghệ sĩ bẩn này chúng đã thao túng và bịt miệng hết truyền thông liên quan tới những hành động bịp bợm của mình trong thời gian vừa qua. Đối với người dân trong đất nước, một trong những hoạt động từ thiện nổi bật của vợ chồng bà Phương Hằng kể đến đó là thành lập ra quỹ mổ tim Hằng Hữu. Ước tính mỗi năm thì quỹ mổ tim của bà Phương Hằng sẽ thực hiện được từ 500 đến 1.000 ca phẫu thuật mổ tim bẩm sinh cho những trẻ em nghèo không có điều kiện. Số tiền tài trợ nếu như quỹ hoạt động đủ 16 năm sẽ rơi vào khoảng 1.000 đến 1.500 tỷ đồng. Như vậy thì số tiền của các nghệ sĩ bẩn trong thời gian qua mà chúng mượn danh tên tuổi của mình để đứng ra kêu gọi từ thiện thì chả thấm vào đâu so với số tiền mà vợ chồng bà Phương Hằng ông Dũng Lò Vôi để làm từ thiện trong thời gian qua. Chưa kể đến là trong đợt dịch Covid-19 2021 thì gia đình bà Phương Hằng cũng đã cung cấp miễn phí oxy và khẩu trang cho các bệnh viện và cứu sống hàng ngàn người trong những cơn nguy kịch đợt dịch Covid năm 2021 mà chính cơ quan chức năng công quyền đã nhờ đến vợ chồng của bà Phương Hằng ông Dũng Lò Vôi để làm những sự việc này, chung tay giúp đỡ đồng bào cả nước. Quay lại với vụ án gây chấn động trong lịch sử quan lại cao cấp ăn hối lộ tại Việt Nam trong chuyến bay giải cứu, đó là có một chi tiết nhỏ hàng triệu người dân để ý trong phiên tòa chuyến bay giải cứu là các bị cáo đều đeo khẩu trang. Trong tình huống này là gì? Trong khi cảnh sát, quan tòa, kiểm sát viên và tất cả những người khác không đeo. Có lẽ đây là đặc ơn của cơ quan chức năng dành cho các cựu lãnh đạo. Nhờ chiếc khẩu trang, họ sẽ giấu được gương mặt của mình. Buồn vui, tức giận, thất vọng, không ai biết. Đây là ơn huệ về tinh thần. Chúng tôi lại không hài lòng, có sự phân biệt đối xử giữa quan chức. Bị cáo là quan chức với bị cáo là dân thường. Tại các vụ án xét xử, dân thường họ không hề được đeo khẩu trang. Xem xét các bản án hôm nay dành cho các bị cáo, theo đề nghị của Viện Kiểm sát, mọi người đều thấy là các bản án nhẹ hơn rất nhiều so với khoản tiền mà họ đã nhận hối lộ. Đây là một điều rất bất công nếu so sánh với các bị cáo là dân thường. Với những khoản tiền rất nhỏ, các bị cáo dân thường vẫn nhận được những bản án rất khắc nghiệt. Một điều đáng chú ý hôm nay là sự phản ứng rất quyết liệt của Viện Kiểm sát đối với bị cáo là cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Họ đã phản ứng cực mạnh vì hôm trước Hưng đã bóc mẽ Viện Kiểm sát, người đại diện của Viện Kiểm sát khi đó. Hôm thứ Sáu tuần trước đứng như từ hải, không một phản ứng, không nói năng gì trước lời buộc tội của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Hôm nay họ đã bày mưu để đối phó lại. Thứ nhất là Viện Kiểm sát đã dành cho Hưng một bản án rất dài, rất nặng nề nếu so sánh với các bản án cho các bị cáo khác, mà tội của Hưng thì nhẹ hơn những bị cáo kia rất nhiều. Viện Kiểm sát đã khuyến cáo 20 năm tù dành cho Hưng, đồng thời đã có dấu hiệu cho thấy Viện Kiểm sát chuẩn bị một vụ án khác. Vụ án thứ hai dành cho Hoàng Văn Hưng đó là vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp sẽ được điều tra và xác minh thêm sau khi vụ án này kết thúc. Còn Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng với khoản tiền nhận hối lộ khổng lồ 21,5 tỷ từ 13 doanh nghiệp lại bị đề nghị mức án rất là nhẹ nhàng 12 đến 13 năm. Cho khoản tiền lớn này là quà cảm ơn, là phong bị thể hiện sự biết ơn, hình phạt này là khá nhẹ so với bị cáo khác. Nhờ gia đình Dũng để nộp 16,2 tỷ đồng khắc phục, chỉ còn thiếu có 5 tỷ. Nhưng tòa án nắm đằng chui đã phong tỏa số cổ phiếu của Dũng ở công ty chứng khoán. Cổ phiếu VCG đang lên giá, Google hiện đang có giá 22.700 đồng một cổ. Trở lại vấn đề nóng nhất của ngày hôm nay, phần tự bào chữa của bị cáo Hoàng Văn Hưng. Hưng nhận xét bản kết luận điều tra vụ án này cẩu thả, hời hợt, tùy tiện và liều lĩnh và đã bị hội đồng xét xử nhắc nhở. Hưng tố cáo là các cơ quan chức năng đã bỏ lọt tội phạm đối với Tuấn. Tuấn đã nhận 2,6 triệu đô la Mỹ từ Hằng và Tuấn không đưa cho ai và cũng không làm việc gì cho Hằng. Đây mới là dấu hiệu của hành vi lừa đảo về khoản tiền 800.000 đô la Mỹ. Cơ quan chức năng không có căn cứ là Tuấn chuyển tiền cho ai thì Tuấn lừa đảo. Hành vi của Tuấn là rõ ràng. Tuấn đã thừa nhận nhưng cơ quan điều tra đã bỏ qua. Hưng đã chứng minh là các cơ quan chức năng bỏ lọt tội phạm, có nghĩa là Tuấn đã nhận của bị cáo Hằng 61 tỷ. Và theo Tuấn nói thì Tuấn đưa cho Hưng 18 tỷ. Vậy còn 43 tỷ đi đâu? Ai nhận môi giới cho ai? Hội đồng xét xử cần cho biết luật sư Trần Minh Tâm bảo vệ quyền lợi cho Hưng hoàn toàn đồng tình với phần tự bào chữa của Hưng. Luật sư Tân cho rằng Hưng đã bị truy cứu trách nhiệm một cách vội vàng, có dấu hiệu oan sai.
Ông Tân nhấn mạnh nếu không đủ căn cứ buộc tội, Hải tuyên bị cáo Hưng không phạm tội, nếu thấy có dấu hiệu liên quan, Hải bóc.